Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Ngày hôm nay, ngày 11 tháng 10 năm 2022, hiện nay tôi đang có mặt tại khu vực chợ quận, hay còn gọi là quận Đức Tu ngày xưa, và bây giờ đổi tên là chợ Tam Hiệp. Và bữa nay sẽ đi quay tình hình cập nhật một số cây xăng để cho quý vị các bạn cùng theo dõi. Vào ngày hôm qua rất chiều tối thì tập trung rất nhiều người đi đổ xăng. Và tình hình là sáng nay cũng sẽ như vậy. Lúc này là 10 giờ sáng tại khu vực Tam Hiệp. Khu vực chỗ này là khu vực đình Ông Cự. Sát bên là công ty Bitit. Đây quý vị các bạn thấy là con đường rất là nhỏ, nhưng mà ở đây có những cái xe rất là lớn. Những cái xe này chỉ cần va quẹt thôi thì rất là nguy hiểm. Phía bên tay trái màn hình quý vị các bạn là một số nhà hàng tiệc cưới. Sát bên đây có một cái nhà hàng tiệc cưới mới khai trương. Và lúc này thì cũng là lúc mà học sinh bắt đầu tan trường, 10 giờ sáng. Trường này là trường trung học cơ sở Tam Hiệp. Đối diện là giáo họ biệt lập Xuân Phan. Khu vực này gọi là khu vực Đa Minh, rẽ vào dòng Đa Minh Tam Hiệp, giáo xứ Đa Minh. Và điểm đầu tiên, cây xăng trên đường Phạm Văn Thuận ngày hôm nay là cây xăng Đa Minh. Dọc đường Phạm Văn Thuận này cũng có rất nhiều cây xăng. Từ đây lên cây xăng Bưởi Mít thì có khoảng 6 đến 7 cây xăng. Và đây quý vị các bạn có thể thấy là mọi người tập trung xếp hàng và đổ xăng. Một số cây xăng như là Petrolimex này, cây xăng ở đây thì cho chúng ta đổ đầy. Còn một số cây xăng chỉ cho đổ 30.000 thôi. Đây tôi đứng lại đây để quay cho quý vị các bạn cùng xem. Nhiều người xếp hàng để đổ xăng. Tình hình là chiều nay giá xăng sẽ tăng. Chính vì vậy mà một số người đã đi đổ xăng rất nhiều. Đây là cây xăng Đa Minh. Tiếp theo tôi sẽ đi tiếp hướng đi về trung tâm thành phố Biên Hòa, hướng về cây xăng Vườn Mít. Khu vực chỗ này phía bên tay phải màn hình quý vị các bạn là thuộc phường Tam Hiệp, và phía bên tay trái là thuộc phường Tân Mai. Ngay góc chỗ này phía bên tay phải màn hình quý vị các bạn rẽ vào, chúng ta sẽ đi vào quán cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót của cha du xe Trần Đình Long. Và lúc này là 10 giờ sáng. Tuy nhiên quý vị các bạn thấy là lượng xe đi lại trên đường Phạm Văn Thuận không quá đông. Đến khu vực chỗ này là thuộc phường Tân Mai. Khu vực chợ Tân Mai nằm phía bên tay trái màn hình quý vị các bạn. Đoạn đường khu vực chỗ này người ta hay gọi là phố nội thất, tập trung rất là nhiều cửa hàng bán tủ, bàn ghế. Ở
Phía bên tay trái màn hình của các bạn là phường Tân Mai và hướng đi vào giáo xứ Tân Mai. Từ đây chúng ta đi thẳng, chúng ta sẽ ra được làng bè Tân Mai. Ngay góc khu vực đường chỗ này đi vào cũng đi ra được nè quý vị. Khu vực này gọi là khu vực thuộc giáo xứ Tân Lộc. Giáo xứ Tân Lộc là khu vực có thâm niên từ năm 1972, tính ra bây giờ là cũng hơn 40 năm. Và điểm đến tiếp theo của chúng ta là cây xăng thuộc ngay giáo xứ Tân Lộc, ngay chỗ bệnh viện Hoàn Mỹ. Cây xăng dầu số 6. Và lúc này quý vị cũng có thể thấy là người dân đang xếp hàng. Đây là hướng xếp hàng để đi vô mua xăng nè quý vị. Rất là đông. Con đường Phạm Văn Thuận này ngày xưa là quốc lộ 15. Ở khu vực chỗ này là khu vực trung tâm mua sắm Nguyễn Kim và sát bên là khách sạn 4 sao Agora. Trước màn hình quý vị và các bạn là khu vực Vincom, ngày xưa là công ty giày Lạc Cường, hay còn gọi là khu vực này là khu vực ngã tư Lạc Cường và bây giờ đổi tên là ngã tư Vincom. Đối diện là công ty Ong Mật. Lúc này thì tại khu vực Đồng Nai xuất hiện một số quán bán bánh mì. Đường ngã tư này quý vị các bạn rẽ phải, chúng ta sẽ vào đường Phan Trung và đi qua khu vực đường 4 và đường 5. Điểm tiếp theo chúng ta ghé đến đó là cây xăng gần cầu Mưa Sao. Và cây xăng này là cây xăng số 2. Quý vị các bạn thấy là được người dân xếp hàng dài ra ngoài đường luôn. Rất là khủng khiếp. Đi một đoạn nữa thì chúng ta sẽ đến cầu Mương Sao. Và đây gọi là cầu Mưa Sao nè quý vị. Tiếp theo chúng ta sẽ ghé thêm một cây xăng nữa nằm phía bên tay trái màn hình quý vị. Đây là những chiếc xe hung thần nè. Đường chỗ Phạm Văn Thuận thì nó hơi hẹp, không có rộng rãi như là cái đường quốc lộ hoặc là đường Võ Thị Sáu. Đây là trạm xăng dầu Thần Thái. Trạm xăng dầu Thần Thái thì không hoạt động ngày hôm nay, chắc do hết xăng rồi quý vị. Giờ tôi sẽ đi tiếp. Điểm đến tiếp theo là khu vực ngã ba Máy Cưa. Có một số bạn hỏi thăm là làm giấy bắt bo ở khu vực nào, thì làm bắt bo tại con đường Phạm Văn Thuận và đối diện với lại ngã ba Máy Cưa. Quý vị nào làm bắt bo mà ở tỉnh Đồng Nai, ở xa chúng ta đến đây thì không cần chúng ta đi làm cò bên ngoài, sẽ tốn 50 ngàn, chúng ta vào bên trong
có máy tính, chúng ta chỉ điền thông tin thôi và làm rất là nhanh, rất là dễ dàng, và đóng phí là 220.000. Đây cái chỗ này quý vị, ngay góc tay phải màn hình quý vị, phí của chúng ta đóng là 220.000, sẽ có bao bọc lại cái phần bát bo, làm rất là nhanh chóng và không có đến nỗi phức tạp. Tầm 10 ngày cho đến 15 ngày là có rồi. Ở đây là khu vực gốc mắt. Điểm tiếp theo chúng ta ghé đến đó chính là khách sạn 57. Khách sạn 57 ngày nay được đổi tên là khách sạn Đồng Nai. Đây ngay số một số cây cau cạnh như thế này, chúng ta thấy được đề chữ khách sạn Đồng Nai và sát bên là có một cái Helen. Và cây xăng vừa mít cũng là điểm cuối của đường Phạm Văn Thuận. Và cây xăng vừa mít lúc này cũng đã có đề bảng là xăng chưa nhập vào. Có thể là ngày hôm qua cây xăng vừa mít bán quá tải nên là ngày hôm nay lượng xăng chưa được nhập vào. Chính vì vậy mà ở đây đã có bảng để chỉ dẫn cho chúng ta xem này. Và con đường này là con đường Nguyễn Ái Quốc hướng đi ra Hồ Nai. Và đến đây tôi xin phép dừng video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở những video tiếp theo.